4 bước luyện tập rộng bụng ngay tại nhà. Bước 1, đứng thẳng người. Việc đứng thẳng người sẽ giúp chúng ta lấy hơi xuống bụng dễ dàng hơn. Bước thứ 2 là lấy hơi. Hãy hít một hơi thở thật sâu để lấp đầy cả phổi và khoang bụng của mình. Ở đây khó nhất là làm sao chúng ta có thể lấy hơi được xuống bụng. Có một mẹo rất dễ. Khi chúng ta lấy hơi thì các bạn hãy thả lỏng cơ vai và lồng ngực của mình để hơi thở xuống bụng. Và khi hít vào thì bụng căng ra, khi thở ra thì bụng sẽ xẹp vào. Bước thứ 3 đó là đẩy hơi. Hãy ép căng cơ bụng của mình đẩy hơi thở đi lên, kết hợp với việc là mở rộng khoang miệng để phát âm to, rõ ràng và trầm ấm các bạn nhé. Bước thứ 4, luyện tập. Cách làm là như vậy, tuy nhiên để tự mình luyện tập một cách chính xác thì là rất khó. Nếu như chúng ta luyện tập sai cách thì sẽ dẫn đến tình trạng như đau cổ, rát họng, thậm chí là hơi thở yếu hơn. Chính vì vậy các bạn có thể tham gia khóa học luyện giọng nói chuẩn tại Thalic Voice. Đến với khóa học thì các bạn sẽ được cung cấp một lộ trình rõ ràng với đội ngũ giáo viên chất lượng, sẽ giúp cho các bạn có một lộ trình luyện tập thật bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Thalic Voice giúp bạn cải thiện giọng nói, nâng tầm giao tiếp, tự tin thuyết trình, nói trước đám đông.